Xin giới thiệu các bạn, mình là Phạm Văn Nội, chủ kênh YouTube Bản Mông Hà Giang. Hôm nay mình đi vào bản, thấy một gia đình tổ chức đám cưới. Mình thử vào quay người Mông mình có những phong tục gì đám cưới, mâm cỗ họ ăn cơm thì có những gì, các bạn cùng theo dõi nhé. Là người Mông cưới thì là họ không có tổ chức ninh đình như là dưới xuôi đâu, mắc rạp mà rồi âm thanh ánh sáng, họ chỉ có quây thêm cái bạt ở ngoài như thế này. Đấy, sau đó mời anh em đến uống rượu, hàng xóm đến uống rượu thôi. Ăn cỗ thì cả ngày cả đêm luôn chứ không giờ giấc gì cả. Đây là mâm cỗ cưới của đồng bào người Mông. Đấy. Nó cũng rất đơn sơ thôi, không có gì sang trọng cả. Không thì tao quay thì nó mới biết cần gì ăn đúng không? Tức là cỗ của người Mông mình nó chỉ đơn giản như thế này thôi, đúng rồi. Nó không cần phải nhiều thịt đúng không? Đúng rồi, chỉ cần rượu uống say cả ngày thôi. Nhưng mà uống hết ăn hết rồi, như anh thầy cứ vào cây thì nó có phải muộn rồi. Đúng rồi, tức là thầy giáo quay nó hơi muộn tí rồi, nhưng mà không sao đúng không? Muộn mới biết được đúng không? Là đám cỗ cưới của người Mông mình nó chỉ có như thế thôi đúng không? Rồi thầy giáo cảm ơn. Không phải đúng như mình, người Mông mình nhá. Thôi nhỉ, thế là không nhỉ? Thầy giáo mời cầm chén hết cho vui. Ô, thế nhà mình đây là nhà trai là nhà gái? Ở đây là con trai con gái? Con trai. Người con trai người con gái là con gì? Con lợn. Không, đây con lợn. Nói luyên thuyên quá đúng không? Tức là ở đây là con trai là con gái? Con gái à? Đi lấy chồng xa không? Quay đây này. Trên cái này á? Rất là cùng xóm mình luôn à? Đây là bí thư đấy nhỉ? Rồi chủ nhà. Chủ nhà đây. Chủ anh à? Rồi đó, so sánh nhá. Rồi, họ ta IP. Rồi, tôi đã uống một chén. Rồi, cảm ơn nhá. Rồi, thầy giáo đi tìm cái quay phim, khi mà vào đây thấy vui vui quá. Đây là vào đây quay cái đám cưới cho họ xem. Người Mông uống rượu vào để nói chuyện hơi to các bạn ạ. Nói chuyện
Nó nộp xay thì cháu chẳng nó to. Ừ đúng rồi. Xay nó ít. Như đi vào trong đấy thì rất là chỉ có vào trong đấy là anh thì... à. Nó cây mà mình thì chỉ có cho 200. Mông là nhiều mông là lo chỗ nhiều tiền chứ. Chỉ nhiều tiền à? Không đâu là mua tít lò nó mốc của tầm họ cái giáo chính gì đó chính này thì làm 200 tiền thôi đây thì thầy giáo đi quay đi tinh gì thôi mốc của mỏng này dấu bốc là châu ở ai ở trong nhà thầy ơi để tới thầy lúc về đây hơn mộng không bây giờ lô à thầy giáo rồi cũng sợ là kiêng kiếp cái gì đấy bây giờ kết nhau thì thầy cũng là lô của lúc vào xong đấy thì rất là ok rồi thì thầy giáo ngồi ở ngoài này kể cả nhưng mà dây tầm mông thì nó thế thôi. Không biết nó cái gì. Cho nó nữa. Các bạn ở đây là món xôi này. Đấy. Làm một hết. Đấy, đây là món rồi món đậu chúa này. Đúng rồi. Đậu chúa. Đấy. Đây là món giá đỗ xào. Đấy, món này thì là biết. Rồi. Rồi, cảm ơn nhá. Rồi, thấy rồi. Xong rồi, đi vào trong nhà một phát đã. Rồi. Đấy. Còn chỗ đây là món thịt lợn này. Cả nước tao đây. Thịt lợn. Cho lòng một cái con răng. Đầu tiên là còn món đậu này. Canh này. Đậu chúa. Chào chúa, đúng rồi. Món thịt gà đã hết, đúng không? Xong rồi. Thịt gà đã hết rồi. Đỗ xào, đấy. Thịt lợn. Rồi. Thế nhá, cảm ơn nhá. Rồi. Rồi, ôi, thầy giáo không vào đâu. Nhưng mà thầy cái phim như thế nhà thầy cứ vào trong nhà. Cái mà hai mươi một thế này có vào trong nhà, cái chúng được tốt rồi. Rồi, ừ thế ra bao cái. Thế thì ok. Một đám cưới người Mông cũng nó không nhiều mâm cơm đâu. Đấy các bạn ạ. Đấy một chế xong là vào trong nhà là một chế xong là ra. Thầy giáo đi quay một chút rồi. Chỗ này là bàn ngồi tiếp nước đây, đúng không? Vừa tiếp nước vừa tiếp rượu luôn, đúng không? Tiếp khách, đúng rồi, tiếp khách, đúng rồi, đấy, tiếp khách, đấy. Nhà sao mấy tổ đi rồi sao? Rồi hai bia rồi sao? Hai bia rồi sao? Hôm nay ấy trông là kia rồi. Xong rồi là có cái sổ là ghi tiền luôn đấy đúng không? Ghi chép tôi là ai đi cho mình bao nhiêu tiền đấy đúng không? Ồ, tối quá, cái này điện thoại tối quá. Rồi ngồi đi rồi.
Đó, mình vào quay trong nhà một chút cho các bạn thử thức. À, thế cô dâu đâu? Cô dâu say rượu. Cô dâu say rượu ngủ rồi à? Là ở trong nhà này cũng có mấy mâm đấy, chủ yếu là ngồi bàn ghế của gia đình mới đi mượn thôi chứ không có thuê bàn ghế gì cả. Mấy bạn này chuyên phục vụ rửa bát đây à? Cô dâu uống rượu đi ngủ đây à?